chào các bạn. Mình tên là Mai Quy. Thì hôm nay mình đi thăm vườn lan, rất là nhiều cây dango. Hiện tại cây dango nắng Alba đang nở bông rất là đẹp. Và mình gặp bạn Bảo Trân, một người chơi lan rất là đam mê ở Cà Mau lên đây. Thì hôm nay các bạn sẽ Bảo Trân có nhiều cái câu hỏi đặt mình về hoa lan. Thì mình thấy là nếu mà mình với Bảo Trân nói riêng, tức là Bảo Trân hỏi mình về kỹ thuật này kia, mà nếu bây giờ mình nói riêng thì nó cũng không có hay. Nên thôi anh mời em vào clip này để em có thể đặt những câu hỏi đó, giống như là tâm tư nguyện vọng của một người chơi lan, thì anh sẽ trả lời và anh chia sẻ cái clip đó cho các bạn. Dạ. Đó, thì bây giờ Bảo Trân giới thiệu các bạn qua ha. Dạ. Chào tất cả các bạn nha. Mình đến từ Cà Mau, mình cũng là một người mới tập chơi lan thôi. Nhưng mà mình cũng mua nhiều sản phẩm ở vườn lan của anh Mai Huy rồi. Nhưng mà cũng muốn đích thân lên đây để cũng như là tham quan vườn lan và học hỏi thêm kinh nghiệm từ anh Huy. Bây giờ các bạn cùng mình tham khảo một vài ý kiến từ anh Huy nhé. Hồi nãy giờ em có hỏi anh về cây dango này. Dạ. Thì anh xin giới thiệu đây là dòng dango nắng. Dạ. Sisa Alba. Nó rất là to lớn, khỏe mạnh khi mà trồng trưởng thành. Anh ví dụ đây là có một cây cao lớn như vậy. Nhiều dòi quá anh ha. Hồi nãy giờ em chú ý cái cây này là em biết tại sao cây này người ta yêu thích không? Vì khi mà nó lớn như vậy rồi thì nó ra 5, thậm chí 10 giờ bông là chuyện bình thường. Thì hiện tại cây này em thấy là 5 giờ bông. Dạ. Thì cái cây Alba, Sisa Alba này, cái thứ hai nữa là bông nó màu đỏ em. Đó. Dạ. Nó có cái tông màu đỏ. Cái tông màu đỏ, thành ra là em thấy là nó rất là được yêu thích vì nó có hai thuộc tính đó. Đó. Còn hồi sáng em có hỏi những câu hỏi gì thì em hỏi luôn để cho anh giải đáp cho các bạn nghe luôn ha. Dạ, em muốn hỏi anh là đối với dòng dango Alba này thì nó có cách chăm sóc nó có giống như những cái dòng dango phổ thông bình thường không anh? Cái dango phổ thông bình thường á, nó là dango màu, anh ví dụ như cây này. Đây. Chúng ta mà gặp cái đen màu dễ biết lắm. Cái nụ nó tròn tròn. Dạ. Cái cánh nó to, nó nở ra nó to. Thì những cây này á, thì thường nó là chiều cao nó không có cao. Nó cao khoảng 40-50. Bông nó rất là bự. Cánh nó tròn, trồng cánh. Nhưng mà những cây như vậy thì nó dễ mất sức. Dạ. Tại vì khi nó to, nó bự thì nó phải tốn nhiều sức. Dạ. Tốn nhiều cái dinh dưỡng để ra cái bông đó. Nên thường chúng ta trồng cây màu như là cây Sonia Asequin hay là những cây bông lai hồ điệp thì chúng ta thấy nó hay bị rụng lá. Dạ. Còn những cây đen nắng này thì nó khác biệt á, là cái bông nó thì em thấy là nó nhỏ đúng không? Dạ. Cánh nó nhỏ xíu đúng không? Cánh nó nhỏ và dài. Cánh nó nhỏ và nó dài ra như vậy. Đây là cái bông mà nó đã gãy rồi đó, em cầm thì anh cũng làm mẫu luôn đó, thì là nó dài cánh như vậy, nó nhỏ vậy thì cái mất sức nó ít hơn em. Dạ. Nó thành ra là nó sẽ đỡ bị mất sức cây. Và dango nắng thì nó có nhiều cái hay lắm. Em có biết nhiều cái đen hay cái nắng là thế nào không? Có gì theo thế? Em biết thì dango nắng là nó dễ chăm và nó có mùi thơm. Dễ chăm có mùi thơm, chính yeah. xác. Dango nắng là dễ chăm vì cánh nó nhỏ thì mình dễ chăm, yeah. tại nó đỡ mất sức. Yeah. Có mùi thơm thì là tuyệt vời. Em có biết những cây gì thơm không? Bây giờ anh phỏng vấn lại em. Em thì chỉ có mới trồng một loại dango nắng là bà liễu thôi. Em thấy thơm không? Dạ thơm, mùi thơm rất là dễ chịu mà nó thanh thoát lắm. Thanh thoát, cây từ đó hay đó. Em dạ. có biết Besuda không? Dạ Besuda em có biết nhưng mà em vàng lưỡi chưa... đỏ. Dạ chưa. Chưa biết cây đó hả? Dạ. Rồi có dịp anh sẽ giới thiệu em cây Besuda. Cây Besuda thì chính anh là người phong nó là đệ nhất thơm. Wow. Nó là một cây đệ nhất thơm và nó thơm nồng luôn á em. Ủa làm em tò mò. Còn hồi nãy là cây bà liễu là nó thanh thoát đúng không? Dạ. Còn cây để giúp thơm này là nó thơm. Thí dụ em đứng ở đây thì xa ra 2 mét vuông cả một cái giường em là nó thơm luôn á. Wow. Có lần ha, anh live stream buổi sáng á. Dạ. Tại cây nắng thì thường là thơm buổi sáng. Dạ. Tại vì đã gọi lên dango nắng là nó có nắng thì nó mới có mùi thơm. Dạ. Chứ buổi tối nó đâu có thơm. Nhưng cây Besuda nha, thơm luôn buổi tối. À vậy là nó khác hơn so với bà liễu. Ừ. Bà liễu là chỉ khi tắt nắng chiều là nó sẽ không còn thơm, từ từ đúng nó rồi. Sẽ mất cái mùi. Nhưng mà những cây thơm nồng thì buổi tối nó vẫn còn thơm. Dạ. Tại nó nồng mưa, nó nồng thì em thấy cây ngọc điểm với cây đai châu nghi xuân không? Dạ. Thì ban ngày nó thơm nồng nặc, ban tối nó vẫn thơm vì sao? Tại vì nó thơm rất là nhiều. Dạ. Em hiểu không? Tức là dạ. cây nào thơm nhiều nó lan luôn cả buổi tối. Dạ. Như cây giả hạt cũng vậy, cây phi điệp nó thơm quá nên tối nó vẫn có mùi thơm. Dạ. Rồi quay lại là bữa đó anh có live stream
Nói chung livestream thì rất là tốn mồ hôi và mệt, nhưng mà có một vòi bông Ben-Soda nở ở gần đó thôi, anh cứ hít thở cái mùi đó, cảm thấy người nó rất là dễ chịu. Nó kiểu như nó xả stress được cho Đúng mình là rồi, cảm nó dễ thoải chịu mái lắm. tâm hồn đó. Nên bây giờ có nhiều người thích chơi đen go nắng lắm em, vì lý do là nó có mùi thơm. Có một cái thứ ba nữa, em biết đen nắng là gì không? Dạ không. Rất rất lâu tàn, Anh nói em mới để ý luôn á. đúng không? Dạ. Ở nhà em hả, Dạ anh nói em mới để ý luôn á. nhiều Lâu khi á. anh thấy nó đứng hoài luôn, nó không có chịu rụng luôn á. Mà nó rất là sai hoa, nó sai, nó xiên hoa lắm. Cứ hết vòi này là nó xiên nó ra hết Chính vòi vì khác. em thấy nó nhiều nên em có chú ý. Bây giờ em về mà em có cái ghi chú á, Dạ. thí dụ như cái vòi này chơi cái nách này đúng không, em Dạ. lấy cái viết lông em ghi nở, thí dụ như bữa nay là tháng À, 11 ghi ngày ngày, ghi ngày 7, nó nở. thử đi để mình coi nó bao nhiêu. Dạ. Thì anh đã từng coi những cây đen gô nắng mà nở 3 tháng 4 tháng là chuyện bình thường. Wow. Để em Trời phải ơi, để ý em cái tưởng này tượng mới được. không, một năm mình có 6 tháng là ở một một năm là nửa năm là 6 tháng mà nó nở muốn gần nửa năm luôn rồi. Dạ. Rồi khi nó không chịu tàn thì là cái cây dầu kế bên nó lên. Dạ đúng Nên rồi. ở nhà em đâu có Nó chú ý, em thấy bông nó nhiều, cứ nó liên tiếp chồng nó tiếp. chồng chồng. Cái này nhìn thấy cái này nó sắp ra hoa rồi. Đúng, cái này nó lại muốn nhú cửa bông nữa nè. Dạ. Nó rồi á, là về đen gô nắng, cái quy tắc đó là bao nhiêu lá là bao nhiêu vào bông, ít ai biết vụ này. Thí dụ như cây này là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, coi như cây này nếu mà nở đạt hết là sẽ là 19 vào bông, Wow. nhưng ít khi nào được lắm, chúng ta chỉ nở phân nửa thôi. Dạ. Nhưng mà nở 10, 19 rồi thì cây cái thân này chắc Nó chịu không nổi. nó điêu tàn luôn, thành ra chúng ta là được phân nửa thôi đã giỏi. Thì cái thân này nó đã nở được 5 vòi, nó đang nhú cửa thêm một vài vòi nữa thì coi như cái giò này để nở khoảng 8-9 vòi là đạt Dạ. cái thân này thôi nha, một thân này Dạ. thôi. Nên chúng ta chơi đen gô nắng ha, cứ thấy bông hoài em, anh đảm bảo luôn, có nhiều bạn gửi cho anh những cái clip mà họ trồng những chậu nắng mà họ trồng giỏi á, Dạ. em sẽ đi không nổi luôn, nhìn không muốn rời mắt Nó luôn. cứ tua tủa ra. Trời ơi, nó đẹp lắm em đó. Đen gô nắng là cái người ta khoái chơi là như vậy, thích Dạ. chơi là như vậy, nó cứ bông bông suốt bông suốt. Dạ. Mà em biết bông suốt nó có cái hay gì đó không? Nếu em có được, thí dụ anh ví dụ em có 3 đến 5 giò mà bông suốt vậy rồi thì có phải nhà em, sân vườn em lúc nào cũng ngập tràn hoa Dạ đúng rồi. không? Và Tết cũng không lo là không có bông chơi, Dạ. đúng không? Trước Tết anh chỉ luôn, trước Tết 3 tháng cắt hết giò bông cũ, Dạ. bắt đầu bồi bổ cây. Mình bồi 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 bổ thì anh có thể chia sẻ là mình bồi bổ bằng cách nào để cho hoa nó ra đúng với cái thời điểm mình mong muốn không anh? Thì bây giờ á, về quy tắc á, là hoa lan mà khi nó nhú dòi lên á, là 1 tháng 10 ngày nó sẽ nở bông, Dạ. tức là muốn nó nhú dòi, mà muốn nó nhú dòi thì chúng ta phải kích bông trước 1 tháng 10 ngày. Thì nói chung là chúng ta kích trước đó là khoảng 2 tháng, cứ Dạ. 3 ngày đến 5 ngày chúng ta kích bông một lần, thì lúc đó là tới khoảng 1 tháng 10 ngày đến 15 ngày là nó nhú dòi bông lên. Nên nãy anh nói là trước Tết 3 tháng mình cắt giò bông đi, Dạ. mình bồi bổ cây sức khỏe nó vô, rồi bắt đầu là trước Tết 2 tháng là mình dồn kích bông vô. Còn ở ngoài Bắc á, thì cắt bông 2-3 tháng trở lên là nó kích bông luôn, vì lý do ngoài nó lạnh nó sẽ chậm hơn nửa tháng đến 1 tháng, Dạ. nên là ngay tháng thứ ba mà trước Tết là mình cắt là mình kích luôn. Thì thành ra là sẽ ra bông. Còn cái tưới á, này nãy em hỏi á, thì kích thế nào, thì bây giờ á, là tóm lại đơn giản là gì, kích bông là lân với kali cao, Dạ. đạm thấp xuống. Dạ. Bình thường chúng ta cho nó tăng trưởng thì chúng ta cho đạm nó nhiều lên. Dạ. Còn bây giờ chúng ta kích bông thì chúng ta tưới lân với kali cao, thí dụ như 6-30-30, 19-31-17, cộng thêm sữa thái nữa, Sữa thái à? chỉ cần đơn giản vậy thôi. Dạ. Có thích B1 thì cho thêm B1, Dạ. thì cây mình nó sẽ ra bông rất là nhạy. Mà đặc biệt á, để anh cũng chia sẻ em luôn, là khoảng 5 năm về trước á, thì dân chơi lan rất sợ cái khái niệm là kích bông. Họ sợ chết cây. Đúng, kích bông là nó sẽ yếu sức, Dạ. cứ nói anh ơi tôi chơi lan là tôi muốn kích, vì kích cao bông là nó sẽ suy. Sợ sợ kiệt sức cây rồi cây chịu không nổi qua đợt bông rồi cây sẽ chết. Đúng, nhưng mà cái đó là một khái niệm sai lầm. Dạ. Sai lầm sao nè, tức là khi cây cần ra bông thì nó có cần phải có hàm lượng, đúng không? Hàm lượng như là NPK nãy nói là lân với kali cao. Dạ. Mà bây giờ chúng ta không bơm lân với kali cao vô thì cây nó phải lấy trong cây ra, tức là ra bông tự nhiên, đúng không? Dạ. Nó ra bông tự nhiên, vô tình chúng ta là không cung cấp dinh dưỡng cho nó, không cung cấp vi lượng cho nó. Tại vì trong sữa thái nó có vi lượng, Dạ. bo, magie, kẽm, sắt,
thì bông nó mới đẹp được, nó lên màu, nó lên mùi thơm. Em biết cái cây mà nãy nó có mùi thơm nhiều thì muốn có mùi thơm nhiều là nó phải có những cái vi lượng và có những kali cao. Dạ. Nó mới lấp lánh. Ví dụ như em thấy cái bông này từ nãy giờ em nhìn coi, nếu mà em nhìn kỹ nó thấy lấp lánh kim tuyến không? Dạ đúng rồi, ở trong nó có mà chiếu kim tuyến. Muốn có kim tuyến thì phải có hàm lượng vi lượng. À. Muốn lên màu đỏ vậy thì phải có sắc cao. Dạ. Ừ, muốn không gụng nụ là phải có bo nhiều. Dạ. Đó, thì bây giờ em muốn như vậy mà em không có tưới nó thì nó ra bông thì nó sẽ bị tình trạng nó tự lấy trong thân của nó ra. Dạ. Thì cây mà không có hàm lượng đó thì cây nó sẽ dễ bị suy. Còn bây giờ chúng ta cho nó hàm lượng, bông nó lại nhiều hơn mà nó lại không mất sức cây vì nó lấy từ gốc nó đưa lên. Anh đó. Ơi, nhưng mà đối với cái dòng nắng này thì đặc biệt ở Cà Mau em là đang vào mùa mưa nè. Ừ. Vậy thì cái cách chăm sóc của nó có cái gì và để mình làm cái điểm nhấn để cho cây nó không có bị bệnh không? À, mùa mưa đúng không? Dạ. Thì nói chung là trong mùa mưa này á, đầu tiên á là chúng ta phải cân bằng được cũng là đạm lên kali luôn. Dạ. Mưa thì trên trời nó rất là nhiều đạm. Thì nó mà đã nhiều đạm rồi thì chúng ta làm gì? Bớt nó lại không? Đúng. Không tăng đạm. Dạ. Chứ bây giờ em mà tăng đạm nó lên một cái rồi nó dư đạm thế là nó thối. Đạm dạ. Là nó là gì? Nó là thịt thôi. Thịt dạ. Nhiều mà nó bị mập phì lũ là nó thối. Dạ. Nên bây giờ em sẽ cũng tưới lân kali cao lên. Dạ. Vậy thì sao? Mùa này em tưới 19, 30, 17 tưới sau 10 cộng với mưa trên trời rơi xuống cho em tưới 60-10 để cộng cho trời rơi xuống khoảng hai mấy đạm nữa. Tới là túm lại là em tưới được 30 đạm, 30 lân, 30 kali. Ngon lành chưa? Dạ. Cây mình nó vẫn ra bông hay ra rễ hay là vẫn lên chồi đẹp, cân bằng, cứng cáp, khỏe mạnh. Đó. Còn bây giờ á mà em mưa quá nhiều mà tưới 60-30 vẫn chưa đủ, em nên tưới super kali, super lân. Tức là cái hàm lượng nó rất là cao để nó cân cái lượng mưa trên trời, mưa trời quá trời nhiều rồi. Thì nhưng bây giờ tưới super cái khoảng cách mình tưới giữa cái thời gian á, khoảng cách cái thời gian để mình tưới cái lượng đó thì nó khoảng tầm bao lâu thì mình tưới một lần theo định kỳ? À, ví dụ mà chúng ta đi làm thì một tuần chúng ta tưới một lần. Một tuần một lần. Dạ. À, còn nếu mà rảnh thì nhà thì một tuần hai lần. Nên chủ nhật thứ bảy thì em cứ việc em tưới là được. Dạ. À. Còn như mà em thấy những cái cây này, cái lá này, cái lá nó bị như vậy thì nó bị bệnh gì? Đây. Đây là lá vàng đúng không? Dạ, nó có đốm nâu đen. Nâu đen đúng không? Dạ. Những cái đốm này á, anh nói thiệt, cái bệnh mà dendro á thì nó khoảng tầm, em tin không, nó khoảng tầm 200 bệnh trở lên. Wow. Tức là một cái bệnh gì thôi mà nó khác rất là nhiều nha. Dạ. Ừ. Bây giờ nè, quan trọng á, anh chỉ cần quan trọng vậy thôi. Các bạn á và em chú ý về thôi. Nếu mà cái lá mà nó có lõm vô, nó là bệnh thiệt. À, là cái bề mặt lá nó không có được bằng phẳng, không được bóng. Thấy có lõm không? Dạ, nó có cái lỗ. Lỗ là nó có bệnh. Dạ. Còn nếu mà lá không có lõm như lá này, cái này là vàng sinh lý. Dạ. Thí dụ như bây giờ chúng ta đang đứng đây, nó là tháng 11, là giao mùa của mùa thu vô mùa đông. Còn miền Nam mình là giao mùa giữa mùa mưa và hết mưa. Dạ. Thì cây nó đen rô rất là dễ rụng lá. Cây từ bữa giờ nó ăn đạm trên trời, nó ăn ngon lành quá, nó đang có thức ăn đầy đủ. Cái tự nhiên nó hết mưa cái, cả từ bữa giờ cũng cả 20 ngày, 15 ngày rồi. Yeah. Thì cây nó tự động nó thiếu dinh dưỡng đúng không? Như vậy thì sao? Thì chúng ta sau khi hết mưa mà chúng ta ngưng tưới phân một thời gian dài là cây nó cũng bị mất sức. Yeah. Vì trước đó đã ăn no rồi. Yeah. Nên sẽ gây ra tình trạng vàng lá này. Rồi mưa mà đột ngột hết mưa thì nó sẽ gây ra đốm như hồi nãy anh nói. Đó. Thì bây giờ sau khi hết mưa chúng ta nên tưới cho nó những cái hoạt chất mà nó làm cho cân bằng chống chết tốt. Thí dụ như là B1, Amirin, đó là nó chống chết. Rồi về nấm bệnh thì chúng ta tưới cái thằng mangan nhiều hơn. Dạ. Hoạt chất mangan, ví dụ như là đi than này kia đó, chúng ta tưới nó nhiều hơn. Nó nhiều hơn thì nó sẽ cân bằng lại cái cây cho chúng ta. Dạ. Chứ chúng ta đảm bảo, anh đảm bảo luôn, giao mùa hay là từ mùa mưa qua mùa nắng hoặc mùa nắng qua mùa mưa mà em bỏ bê là nó sẽ tuột lá. Dạ. Đó. Với lại khi